Good morning. Xin chào ngày bình thường mới mọi người. Sau bao lần hứa hẹn thì hôm nay Ly sẽ quay vlog cho mọi người xem đây. À, chiều nay Ly tính đi siêu thị á, nên là bây giờ sẽ nốt ra những thứ cần mua cho nhớ nè. Xong rồi chiều dắt mọi người đi với Ly nha. Nguyên buổi sáng ở nhà làm hết công việc, háo hức đợi tới chiều, súng xính đi siêu thị mà. Trời ơi, mưa to dã man luôn mọi người ơi. Ban đầu tính trước khi đi siêu thị sẽ đi dạo nè, chụp hình up Facebook khoe mọi người, mà mưa vậy bể kèo rồi mọi người ơi. Nên là Ly sẽ tới thẳng siêu thị luôn nha. Tới siêu thị rồi thì mình phải đưa ra thẻ xanh nè, xong rồi đo nhiệt độ, khai báo y tế các kiểu rồi mới được vào. Chấp hành nghiêm túc đó nha mọi người. Xong rồi Ly được đưa cho cái thẻ này nè, đó, số 197. Bây giờ thì xin mời mọi người tham gia tour du lịch Lily Cancun nhé. Theo chân Ly để xem hôm nay Ly sẽ mua những gì nha. Đầu tiên, không thể thiếu trong thực đơn mỗi ngày của Ly đó là trái cây. Hôm nay thì Ly sẽ mua cam nè. Theo kinh nghiệm của Ly á, thì khi chọn cam mọi người hãy chọn mấy cái trái mà cái vỏ nó bóng bóng ấy thì nó sẽ ngon, chứ không cần trái to đâu nha. Muốn giữ eo thì ăn dưa leo. Muốn không già thì ăn trứng gà. Tào lao thiệt chứ, Ly đùa nha. Và đây là thế giới rau xanh, không thể thiếu nha mọi người, hãy ăn thật nhiều rau nha. Và đây cũng là một món mà Ly rất thích nè, đó là đậu hũ. Mọi người có thích giống Ly không? À còn sữa chua nữa chứ, sống xa sữa chua chẳng dễ dàng. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mỗi lần quay vlog ở nơi đông người như thế này á, Ly hay chọn chế độ Poke Flare để làm lung linh background hơn nè. Xong rồi làm Ly có thể nổi bật mọi lúc, mọi nơi, mọi khung hình luôn. Đấy, các bạn thấy không? Làm như vậy thì các bạn mới thấy tập trung nhìn vào Ly được, không thể nhìn ai khác ngoài Ly. Bình thường á, là phải sử dụng những cái máy quay mà chuyên dụng của mọi người thì mới có thể có cái hiệu ứng mà làm mờ phía sau như vậy. Nhưng mà từ ngày có Oppo Reno 6 Pro 5G thì đã dễ dàng hơn rất là nhiều rồi. Yay! Bây giờ thì đi mua đồ tiếp thôi. Nãy giờ thì mọi người thấy Ly mua rất là nhiều rau, củ quả, trái cây rồi đúng không? Và có một chất không thể thiếu trong thực đơn hàng ngày của chúng ta đó là đạm nha mọi người. Và Ly thì rất là thích ăn cá, cái này là đang lựa xem nào to hơn. Và đặc biệt là ức gà chứa một cái lượng protein rất lớn, nên là hãy ăn ức gà nha. Và đây, một thế giới toàn kem. Tôi biết rằng là mọi người thích chỗ này lắm đúng không? Nhưng mà hôm nay Ly tới đây không phải để mua kem, mà là để chụp hình. Này là Ly đang canh coi góc nào chụp đẹp nè. Phóng ra, phóng vô, xem góc nào thiệt là chuẩn nha. Mọi người có thể chụp góc rộng nữa. Xong rồi có rất là nhiều màu cho chúng ta lựa chọn nữa nè. Và sau đây sẽ là chương trình sống ảo của cô Lily. Đó, ghê chưa, tạo dáng ly lị luôn. Này giống đang chơi game quá ha. Nhưng mà không phải, đang lựa hình. Cái tính tôi vậy á mọi người, chụp hình xong là phải lựa liền, chứ chịu không được. Và lựa xong rồi phải chỉnh liền nha, chỉnh liền mới chịu được, chứ không mà không đợi về nhà được đâu, cứ tính vậy á. Và trên điện thoại thì có hầu như là tất cả các công cụ chỉnh ảnh mà cần thiết á. Dường như là Ly chỉnh rất là ít thôi, tại vì ảnh chụp ra đã đẹp sẵn lắm rồi. Đó, thấy chưa? Đẹp chưa? Ai mà đẹp dữ vậy ta? Ngại quá à. Và đây, chỉ một vài phút lướt qua tủ kem thì Ly đã có nguyên một album sống ảo rồi nè. Tất cả là nhờ em máy xịn sò chụp phát ăn ngay. À mà đâu, cũng như tôi đẹp nữa chứ bộ, đúng không? Thế là xong một buổi chiều mua sắm rất là vui vẻ. Bây giờ thì Ly về nhà rồi nè, cắm sạc điện thoại tới nha. Nhưng mà bây giờ thì khát nước hơn, nên là Ly sẽ đi lấy ly nước rồi tâm sự chút
Trời ơi, thề luôn á, Ly mới cắm sạc xong chạy ù ra lấy ly nước xong chạy vô lại thôi mà bây giờ đã full pin rồi, dã man. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem lại ảnh thành quả cả buổi chiều nay của Ly và em Oppo Reno 6 Pro 5G nha. Từ ngày có em nó hỗ trợ cho Ly rất nhiều cho công việc luôn á. Như là quay vlog bằng tính năng khóa nét chủ thể nè, rồi còn sạc nhanh SuperVox 2.0 65W nữa. Thực sự là Ly chưa thấy em điện thoại nào mà sạc nhanh như em này luôn á mọi người. Mà hôm nay trời mưa mọi người nên là trời rất là tối, xong rồi Ly còn chụp ngược sáng nữa. Vậy mà ra hình à, nét căng không? Tại vì Ly sử dụng tính năng chụp chân dung Pocket Flare mọi người. Đó, mọi người thấy Ly nổi bật trong tấm hình ghê không? Đúng là camera của Oppo Reno 6 Pro 5G có khác. Bây giờ thì sẽ nghỉ ngơi thư giãn chút nha. Đi siêu thị co xíu mà mệt quá trời. Ý, mọi người có thấy một xíu hoàng hôn ở phía xa xa kia không? Không gian này thật là dễ chịu quá đi. À, thế thì Ly sẽ mở ứng dụng All Relax lên để tìm cho mình một âm thanh thật là dễ chịu để nghe bây giờ nha. Có rất là nhiều âm thanh để chúng ta lựa chọn. Có tiếng chim nè, tiếng lửa đốt nè, tiếng mưa nữa. À, hôm nay trời mưa nên là Ly sẽ quyết định lấy tiếng mưa nha, để cho nó hợp tâm trạng. Mỗi lần mà cảm thấy bí bách, không có cảm hứng sáng tác hay là những lúc đi làm về mệt mỏi á, là Ly đều mở em All Relax này để thư giãn hết á. Rất rất là thoải mái luôn á. À, Ly có một tin rất là hấp dẫn cho mọi người luôn nè. Hiện tại Oppo Reno 6 Pro 5G đang được bán độc quyền tại thế giới di động. Hãy đặt trước ngay để có thể sở hữu một chiếc điện thoại siêu thông minh, tiện lợi và sang trọng này với giá chỉ 18.990.000 thôi. Đặt trước từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 10 sẽ được tặng ngay 1,5 triệu đồng, tặng thêm loa Bluetooth và rất nhiều ưu đãi khác nữa đó. Nói chung là xài em này rất là thích luôn á. Nhanh nhanh tay lên mọi người ơi. Bây giờ thì Ly sẽ nằm chiêu chiêu nghe tiếng mưa tí nữa rồi ra nấu ăn tối nè. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với Ly trong vlog ngày bình thường mới này nha. Bye bye, chúc mọi người sức khỏe và hẹn gặp lại.